Thưa quý vị, sau đây là phần tin Á Châu. Trung Cộng gia tăng hợp tác về vấn đề tình báo và an ninh đối với các quốc gia như là Việt Nam, Thái Lan cùng với Campuchia. Trung Cộng đã đạt được sự đồng thuận rộng rãi đối với Việt Nam, Thái Lan và Campuchia về lĩnh vực hợp tác an ninh cũng như tình báo sau khi Bộ trưởng Bộ Nội an của Trung Cộng là ông Trần Nhất Tân đến thăm ba quốc gia Đông Nam Á nói trên trong chuyến công du kéo dài 10 ngày hồi gần đây. Nhật báo sao China Morning Post nhận định rằng đây là chuyến công du nước ngoài hiếm hoi của Bộ trưởng Bộ Nội An Trung Cộng vì bộ này thường hoạt động một cách kín đáo cũng như hiếm khi có chuyến công du ra nước ngoài của một vị Bộ trưởng. Giới truyền thông của Việt Nam thì do Chính phủ Cộng sản Việt Nam quản lý cho nên họ đã không đưa ra bất kỳ thông báo nào về chuyến viếng thăm của ông Trần Nhất Tân. Theo tin của Bộ Nội an Trung Cộng được tờ Hoàn Cầu Thời báo trích dẫn, thì tại Việt Nam, ông Trần Nhật Tân đã gặp chủ tịch nước của Việt Nam là ông Võ Văn Thưởng và hội đàm với các giới chức cao cấp của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam. Ông này còn gặp gỡ hai thành viên khác của Bộ Chính trị Việt Nam, đó là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bí thư Thành ủy Sài Gòn là ông Nguyễn Văn Nên. Trong chuyến công du nói trên thì ông Trần Nhất Tân cũng gặp Thủ tướng của Thái Lan là ông Sveta Tatvisin tại thủ đô Bangkok và Thủ tướng Hun Manet tại Cambodia. Bộ Nội an của Trung Cộng cho hay tại Việt Nam, Thái Lan cũng như Cambodia, ông Trần Nhất Tân và các nhà lãnh đạo của ba nước Đông Nam Á nói trên đã đi sâu trao đổi quan điểm về việc gia tăng hợp tác tình báo an ninh cũng như các vấn đề cùng quan tâm giữa Trung Cộng và ba quốc gia này để đạt được sự đồng thuận rộng rãi hơn. Chuyến công du của ông Trần Nhất Tân cũng đánh dấu thời điểm mà Việt Nam và hai quốc gia Đông Nam Á kể trên càng ngày càng trở nên quan trọng hơn đối với mối quan tâm chiến lược của Trung Cộng trong cuộc cạnh tranh với Hoa Kỳ. Sang qua nước Úc, Quốc hội Úc đang cân nhắc dự luật siết chặt việc kiểm soát cách thức các ngành công nghệ và những trường đại học nước này có thể chia sẻ công nghệ quốc phòng với nước ngoài, Ngoài trừ các đối tác AUKUS là Anh và Mỹ. Dự luật trên mô phỏng các biện pháp kiểm soát xuất cản đang được Mỹ áp dụng trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng và được xem là bước then chốt cho sự khởi đầu của kế hoạch AUKUS với mục tiêu đóng lớp tàu ngầm nguyên tử mới ở Úc và Anh. Dự luật Úc đề nghị ba nhóm tội hình sự nếu vi phạm và tăng cường giới hạn, việc chia sẻ công nghệ quốc phòng cho người nước ngoài trên lãnh thổ Úc hoặc ở nước ngoài, trong khi cho phép chia sẻ mà không cần giấy phép trong các đối tác OCAS. Đây là dự luật đóng vai trò then chốt trong nỗ lực thiết lập nền tảng công nghiệp trơn tru với các đối tác OCAS của chúng tôi. Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Úc là Richard Marles nhận xét về dự luật này. Tuy nhiên, dự luật này cũng gây lo ngại trong giới nghiên cứu của nước Úc. Viện Hàng lâm Khoa học ngày 14 tháng 11 bày tỏ sự lo ngại về ảnh hưởng của dự luật mới đối với quan hệ hợp tác với các nước khác, bao gồm có cả Trung Quốc. Tin đến từ Nam Hàn cho hay, có tới 250 các giới chức của quốc gia này đã kinh doanh trong lĩnh vực những tấm pin mặt trời để thu lợi bất chính. Vào ngày 14 tháng 11, Ủy ban Kiểm toán và Thanh tra của Chính phủ Nam Hàn cho hay, 251 các giới chức tại các công ty dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Moon Jae-in đã bị phát hiện tham gia lĩnh vực kinh doanh các tấm pin mặt trời để kiếm lợi bất chính và vi phạm các quy định về đạo đức. Theo Ủy ban Kiểm toán và Thanh tra của Nam Hàn, các giới chức của 8 tổ chức, trong đó có Tập đoàn Điện lực Nam Hàn do Chính phủ điều hành, đã thực hiện các hành vi kinh doanh các tấm pin mặt trời, sử dụng danh tánh cá nhân hoặc là sử dụng tên của người thân của họ. Dưới thời cựu tổng thống Moon Jae-in thì vấn đề năng lượng mặt trời không chỉ được coi là năng lượng sạch mà còn thân thiện với môi trường, kể đến là cơ hội đầu tư sinh lợi tiềm năng được chính phủ Nam Hàn trợ giúp một cách mạnh mẽ, ổn định và lâu dài. Theo Ủy ban Kiểm toán và Thanh tra của Nam Hàn, thì một giới chức của Tập đoàn Điện lực Nam Hàn đã vận hành tới 6 trạm năng lượng mặt trời dưới tên của người thân, thu về khoản lợi nhuận lên tới 662 triệu Mỹ Kim. Ủy ban này cũng chỉ ra rằng Bộ Năng lượng của Nam Hàn đã thúc đẩy mục tiêu đầy tham vọng đó là giám sát khả lượng khí thải nhà kiến, mặc dù biết rằng cơ hội này sẽ rất mong manh. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua, nhiều bệnh viện ở các tỉnh Hồ Bắc, Quảng Tây và Quảng Đông Trung Quốc đã bị phát hiện bán giấy chứng sinh. Ít nhất là 10 nghi phạm đã bị bắt hoặc giam giữ hình sự sau các cuộc điều tra của chính quyền. 6 nghi phạm gồm giám đốc bệnh viện Kiện Kiều đã bị cơ quan công tố bắt giữ sau khi họ bị tố bán giấy chứng sinh bất hợp pháp. Theo thông báo của chính quyền thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, người tố cáo là một tình nguyện viên chống buôn người tiếp theo là Hồ Bắc. Các vụ bán giấy chứng sinh cũng bị dạch trần ở một số bệnh viện ở tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây. Theo người tố cáo, lấy tên là Thượng Quang Chính Nghĩa, Giám đốc Bệnh viện Kỳ Kiều ở tỉnh Hồ Bắc đã kiếm được gần 8.300 Mỹ Kim cho mỗi một giấy chứng sinh, trong khi Bệnh viện ở Phật Sơn, Quảng Đông đã bán giấy chứng tử với giá hơn 16.500 Mỹ Kim, bao gồm một bộ hồ sơ đầy đủ với giấy nhập viện và xác thực quá trình sinh con. Tại Trung Quốc, giấy chứng sinh là căn cứ y tế quan trọng để cho trẻ sơ sinh được nhập hộ khẩu. Một khi giấy chứng sinh được lập bằng cách giả mạo, nghĩa là thông tin thật của trẻ sơ sinh đã bị xóa bỏ. Đây là một hành động tiếp tay cho nạn buôn người và nhận con nuôi bất hợp pháp mà không bị pháp luật trừng trị. Tiếng liên quan tới vụ kẹt xe mà đoàn xe kéo dài tới 26 cây số tại nước Úc. Và sáng hôm nay, 14 tháng 11, người dân tại thành phố Sydney của tiểu bang New South Wales của nước Úc đã phải chịu đựng tình trạng bị kẹt xe chưa từng thấy và đoàn xe kéo dài suốt 26 cây số do việc bảo dưỡng các vòi phun nước chữa cháy trong đường hầm có tên là Ms của thành phố Sydney bị gặp trục trặc. Phát ngôn viên của Sở Giao thông Vận tải tiểu bang New South Wales xác nhận rằng việc bảo dưỡng định kỳ hệ thống chữa cháy của đường hầm đã bị trục trặc khiến cho lượng nước lớn đổ xuống đường dẫn tới vụ kẹt xe kinh hoàng nói trên. Theo nhật báo The Sydney Morning Herald, đến 2 giờ chiều cùng ngày, tất cả các làn đường của đường hầm M8 đã được mở lại cả hai hướng, mặc dù vẫn còn bị giới hạn về tốc độ. Trong khi đó, tình trạng giao thông hỗn loạn tiếp tục diễn ra ở khu vực trung tâm thành phố Sydney khi các dịch vụ hỏa xa hạng nhẹ của thành phố này phải tạm ngưng hoạt động vào lúc 10 giờ 45 phút sáng. Các dịch vụ bị đình chỉ do dây điện trên cao rơi xuống đường rầy. Sở Giao thông Vận tải của tiểu bang New South Wales hy vọng rằng các dịch vụ nói trên sẽ hoạt động trở lại trong giờ cao điểm buổi chiều. Phát ngôn viên của Sở Giao thông Vận tải New South Wales cho hay sẽ còn nhiều đợt bảo dưỡng đường hầm vào buổi tối hôm nay cùng với ngày mai nhà điều hành tuyến đường hầm này nói rằng họ không mong đợi vấn đề này lặp lại một lần nữa. Quay trở lại Trung Quốc, Trung Quốc cho ra mắt đường truyền mạng Internet nhanh nhất thế giới. Trung Quốc vừa cho ra mắt dịch vụ Internet nhanh nhất thế giới với đường truyền 1.2 terabit trên một giây, sớm hơn 2 năm so với dự đoán. Đây cũng là dịch vụ Internet thế hệ tiếp theo đầu tiên trên thế giới, nhanh hơn 10 lần so với các hệ thống mạng hiện tại. Theo tờ South China Morning Post, Mạng đường trục có thể truyền dữ liệu tới tốc độ là 1.2 terabit bằng 1.200 gigabit mỗi giây giữa Bắc Kinh ở phía Bắc và thành phố Vũ Hán ở miền Trung của Trung Quốc cùng với thành phố Quảng Châu ở phía Nam. Hiện tại, hầu hết những mạng đường trục Internet trên thế giới hoạt động ở tốc độ là 100 gigabit mỗi giây. Mỹ đã hoàn thành quá trình chuyển đổi sang Internet thế hệ thứ 5 với tốc độ là 400 gigabit trên một giây Thưa quý vị, Nam hàng mới đây cũng vừa tung ra mạng có dây 5G tốc độ ngàn dây Mỹ. Đường dây cấp quan của Trung Quốc dài hơn 3.000 km, chính thức ra mắt ngày hôm nay, sau khi vượt qua các bài kiểm tra vận hành. Thành tựu mới là kết quả của sự hợp tác giữa Đại học Thanh Hoa và các tập đoàn China Mobile, Huawei Technologies và Sunet Corporation. Nhóm nghiên cứu phát triển cho biết tất cả những phần mềm và phần cứng của hệ thống đều là sản phẩm nội địa. Trở lại với Nam Hàn, chính phủ Nam Hàn điều chỉnh lịch trình của hơn 90 chuyến bay để tránh gây tiếng ồn cho kỳ thi đại học. Bộ Giao thông Vận tải của Nam Hàn đã ra thông báo cấm tất cả các máy bay cất cánh và hạ cánh trong khoảng 40 phút đồng hồ để bảo đảm không gây ra tiếng ồn khiến ảnh hưởng tới bài thi nghe tiếng Anh trong khuôn khổ kỳ thi năng lực quốc gia hàng năm. Các biện pháp này đã dẫn đến việc điều chỉnh lịch trình của 94 chuyến bay. Máy bay sẽ không được phép cất cánh và hạ cánh trong vòng 35 phút là khoảng thời gian mà các thí sinh phải làm bài thi phần thi nghe tiếng Anh. Quyết định này nhằm mục đích ngăn chặn tiếng ồn do máy bay gây ra. Theo đó, máy bay đang hoạt động ngoại trừ trong tình huống khẩn cấp thì phải bay ở trên cao chờ đợi và phải bay cách mặt đất ít nhất là ba cây số. Kỳ thi năng lực quốc gia tại Nam Hàn vô cùng quan trọng vì kết quả của kỳ thi này sẽ là căn cứ để các thí sinh chọn lựa trường đại học hoặc là các trường cao đẳng, đồng thời mở đường cho sự nghiệp tương lai của các em. Không chỉ riêng học sinh mà cả các bậc phụ huynh cũng rất bị áp lực trước sự kiện này đến đây một lần nữa kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin việt nam